Rồi xin chào cả nhà nha. Chào mừng mọi người trở lại kênh của Phố nha. Ở đây sẵn cho mình gửi lời đến anh chủ xe Gia Vết nha. Hôm bữa cái số điện thoại mình ghi ở trên cái đồng hồ rồi không có lưu trong máy rồi xe xong rồi mà bây giờ không liên lạc được với anh chủ xe. Anh chủ xe có xem clip này gọi lại cho em mới nghe anh. Xe xong rồi nghe anh. Rồi sẵn bữa nay có nhận một chiếc xe SH-MO nha. Thì xe này có cái hiện tượng là hết bình, để không nổ. Thì hết bình thì mình sạc bình rồi nha. Nhưng mà bình thì còn ok nha mọi người. Nhưng mà đời không nổ. Thì để thì chủ xe đem lại nói chiếc xe này đậu lâu rồi. Đậu 3-4 tháng rồi. Thì từ lúc dịch tới giờ thì không có chạy á, đậu. Rồi để mình sạc bình rồi, nhưng mà đời không nổ. Rồi để mình tháo rồi mình kiểm tra coi nó bị cái gì nha bà con. Mình đợi nó nha, mình đợi nó thì cái máy nó, cái máy của nó có điện nha, nhưng mà nó không nổ nha mọi người. Rồi đấy mình gỡ ra, mình kiểm tra cái đường dây điện nó coi có nó bị gì nha. Rồi gỡ ra đây. Xe này đậu mấy tháng nha mọi người. Mình nghi nó trong đây chắc có chuột cắn dây điện rồi thiệt. Ôi quá khứ luôn rồi. Rồi nguyên một cái kêu bằng là cái này cũng như là cái sọt gác luôn nha. Mình nói mẹ nó sọt gác luôn đi, chuột nó tha vô quá khứ rồi. Trời ơi quá khứ rồi, quá khứ rồi nha bà con. Trời ơi nó lôi gì mùng mền chiếu gói vô đây luôn. Trời ơi quá khứ luôn rồi. Đây cả nhà nhìn thấy nha, đây chuột vô đây nó làm tổ. Rồi dây điện thì nó cắn đứt hết trơn rồi. Rồi đây để mình nhờ anh em mình gỡ luôn nha mọi người. Thì cái clip này mình làm mình gửi đến bà con xem vui xem giải trí nha. Rồi sẵn mình làm clip này cảnh báo đến bà con mà xe mà đậu lâu mình phải để cái chỗ nào cho an toàn nha mọi người. Chứ mà mình để ví dụ để trong kho hoặc là để trong sau bếp này kia thì thường thì chuột nó vô làm ổ nha. Này nó cắn dây điện banh hết trơn rồi. Xe mà mình đậu lâu á mình không chạy, mình nên đậu cho kỹ nha mọi người. Chứ không thôi thì đây như chẳng hạn như xe này thì chuột nó cắn banh đường điện hết trơn rồi, nó vô làm ổ luôn. Cái này là kêu bằng là hết trơn, nó cắn hết trơn chiếc xe luôn nha bà con. Rồi sẵn đây mình tháo ra. Trời ơi có nè, quá khứ rồi. Ê con chuột, ê con chuột, ê anh chạy giống kìa. Ai bắt con chuột chim vào đây? Có không, có không? Có, nó chạy đây nè. Đây có chuột nghe bà con, để mình quay cho bà con thấy. Dở đây, dở đây, dở đây. Mày hồi tôi nhạc bắt đầu luôn bây giờ đó nè. Rồi lấy cái cho em gái ngồi. Đây mình mới thấy hai ba con chuột nó chạy trong đây luôn nha. Trời nãy tôi nói có chuột không tin. Trời ơi cái xe này quá khứ luôn rồi nghe mọi người. Quá trời luôn rồi.
chuột ngoài đồng cứ ngắm chụp, mà sao chuột trên da ngắm chụp nó. Rồi sẵn làm clip này gửi đến ví dụ như anh chủ xe này mà có xem xe mình, có xem video của mình thì đây xe mình này nha. Mình mới thấy 2-3 con chuột nằm trong đây. Cái này là hàng đệ tử của mình nha mọi người, chứ không phải là mình mướn thợ hôm ra xuống làm nha. Cái nào để mình nói cho bà con biết nha, để nhiều người không biết nói mình không biết làm rồi mướn thợ hôm ra xuống làm. Thì nó học của mình cứng nghề rồi, thì nghỉ làm với mình, nó xin lên hãng làm để kiếm doanh thu để nó lo cuộc sống của nó. Còn tiệm mình thì kẹt xe quá thì mình alo nó, chắc chiều nó về sớm nó xuống nó làm tiếp mình. Này ớt hắc mo nha. Cái bàn nó cắn quá khứ luôn nha bà con, banh hết trơn rồi. Đây còn trong kia thì đây, cả nhà thấy nha, nó lòi nguyên một nùi vô trống luôn. Nó dồn vô trong đó rồi đó. Đừng làm gì hà, dùng cái cáo này trời ơi, banh chành. Ngày từ khúc nó được vụ nắm làm út là không biết ngại. Con thằng con xéo vậy nó chắc. Chắc không, tao không nổi đâu, tao thấy nó xinh kẹt, chắc không lên nổi đâu. Cũng là ra lên chứ. Nó cắn mấy này mà. Nguyên rít nó mà nó cắn như vậy là tôi nản luôn. Trời ơi. Hai con trước này luôn anh. Mở hết. Rồi
lô vô đây nè. Khăn rồi áo gối vậy lôi vậy tá lả hết. Chuột chạy đóng tiêu luôn rồi ta. Gấp này nhanh luôn chứ luôn. Hay cục đủ nhắm hay thiệt. Trong bẫy này nhanh. Chừng hỏi đợi lên tới đầu đàn cho anh không chừng nữa. Không, nãy mới thấy con còn à. Chuột này bảo đảm không chạy đâu, đàn mới sợ á. Tơi bời qua lá. Ê, bây giờ gỡ cái đầu đạn luôn đi, chuột lên trên đây nè, chứ không ra đâu đâu. Cái con chuột này quá hại rồi. Rồi ba chín chỗ luôn. Sao gắt lại. Dạ dạ mà. Cái qua cái dạ 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 mà điểm trước luôn vậy. Cái này dữ dằn cũng là đâu. Hồi lúc mà ai mà động cái dạ ốc là ngay ốc là mình không có ốc này. Chẳng cơ có 200 mấy. Thank you.
đồ quá, những chuột này hay ta, chuột chạy mất tiêu luôn rồi. Rồi, gọi nó hát ra đi. Con chuột này nó quá hay nha mọi người, chạy mất tiêu luôn rồi. Đỉnh quá đỉnh. Rồi thì cái này mình câu dây điện lại rồi mình kiểm tra tiếp nha mọi người. Thì cái video này mình quay để up lên cho bà con xem, rồi mọi người thí dụ như những chiếc xe của mình á, mình không có chạy mà đậu lâu thì mình nên để cái chỗ nào cho nó kêu bằng kiểm soát chuột được nha mọi người, chứ không thôi thì nó cắn cái xe mình là banh luôn đó nha. Thì đó mình quay mọi người nhìn thấy đó nha. Bà con xem kênh, mọi người xem kênh của Phố thấy vui thấy có ích thì đừng quên cho Phố một like và một đăng ký nha mọi người. Một like và một đăng ký của mọi người là một cái động lực để Phố làm ra được nhiều video nữa nha, để up lên cho bà con xem nha. Rồi thôi, Phố xin kết thúc video tới đây nha mọi người. Xin chúc mọi người xem video vui vẻ nha. Rồi thôi, xin chào tất cả bà con đang xem nha.